Ngay trong cái vòng lặp for, các bạn thấy cấu trúc của nó ở đây nó giống như là bên Java, chúng ta có một cái vòng for gọi là for it item in items, tức là đối tượng bên trong danh sách, là trong Java mình đã có được cái for này rồi, đúng không? Như vậy bây giờ mình sẽ có cái thứ nhất là mình có một cái danh sách trước đó đã, sau đó mình mới for. Thì các bạn sẽ khai báo một cái danh sách. Ví dụ ở chỗ này chúng ta có một cái danh sách là student, trong này chỉ có tên thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ demo này là trang thứ 20, slide 6. Chúng ta sẽ có trang 20 đi ha. Các bạn tắt loa đi. P20 tắt mic đi. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Có cái thứ nhất là theme. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái script. Script thì chúng ta sử dụng cái script setup. Rồi ở trong này chúng ta sẽ import ở trong này, các bạn sẽ import cái ref từ đâu? From view. Và được chưa, chúng ta sẽ import cái reference, và chúng ta sẽ dùng từ khóa để khai báo một cái biến là student. Nó sẽ bằng, ở đây là chúng ta có nhiều sinh viên cho nên chúng ta khai báo nó là một cái refer nhưng có list. Mở đóng ngoặc chấm phẩy, bên trong này mình có một cái list cho nên mình có cái ngoặc vuông. Kịp chỗ này không? Rồi, trong cái ngoặc vuông này mình có cái gì? Ví dụ mình có cái đầu tiên Trần Quang Bình, phải thêm bạn thứ hai. Ví dụ mình thêm bạn thứ hai Nguyễn Công Minh. Rồi thêm bạn thứ ba Lê Văn Hùng. Rồi mình có tổng cộng là 3 thành viên. Bây giờ mình sẽ xuất cái danh sách này ở phía bên này, thì mình sẽ dùng một cái thẻ. Mình dùng một cái thẻ ở đây là LU LI để cho nó ra cái danh sách. Không, nó có nhiều đối tượng. Còn nếu như mà các bạn không dùng thẻ LI, các bạn dùng thẻ khác, các bạn xem nó ra cái gì. À, chỗ này mình sẽ có một cái UL, một cái cấu trúc, và mình có một cái thẻ LI. Trong cái LI này của mình sẽ dùng cái V4. Vậy mình sẽ for cái gì? Mình sẽ for cái still then in student chấm có s in student có s. Như vậy đây là một bạn sinh viên trong danh sách sinh viên. Khi mình for được như vậy rồi thì chỗ này mình sẽ dùng biểu thức nội suy và mình lấy cái thông tin của bạn sinh viên này mình in ra đây, được chưa? Thông tin của bạn sinh viên in ra.
Đó. Sinh viên in student, ST in student. Đây, student in student có S. Như vậy đây là vòng lặp for đơn giản V4. Danh sách sinh viên V4. Rồi mình thực thi cái đoạn này thử coi. Ở đây mình sẽ là trang 27. Trang 20 ha. Mình sẽ demo trang 20. Import P20. Dưới này mình sẽ gọi cái trang 20. Kiểm tra lại nội dung của mình. Đây, ba bạn. Nếu như chỗ này mình dùng một cái thẻ B thì chuyện gì xảy ra? Có được hay không? Ví dụ chỗ này thầy cũng y chang như vậy. Nhưng thầy sẽ dùng một cái thẻ B. Ví dụ thầy dùng một cái thẻ B cũng V4 và thầy sẽ đóng cái thẻ B được hay không? Control C, OK. V4 student in student. Rồi, được chưa? Như vậy thì khi mà bạn dùng ULLI chẳng qua là bạn muốn nó có một cái dạng danh sách. Còn nếu bạn dùng for, bạn đặt nó trong thẻ nào thì nó nằm trong thẻ đó. Được không? Và mình muốn rằng bây giờ mình phải biết được là cái có bao nhiêu student trong danh sách của mình, đúng không? Thay vì mình phải đếm thì giả sử như có 50 người làm sao đếm nổi? Đúng không? Thì chỗ này thầy có student mở ngoặc chỗ này thầy thêm vô là index index thì y chang vậy thôi. Nhưng ở chỗ này thầy sẽ đưa ra cái nữa là nó có thêm cái biến là index. Được không? Đó. Như vậy chỗ này mình cho nó nội si ở ngoài này đi. Rồi, một cái là in index. Chỗ này thêm cái dấu hai chấm. Student số 1 hay 3. Đây, số 0, số 1, số 2. Như vậy mình muốn nó 1 hay 3 thì mình phải làm gì? Hả? Ở chỗ này cộng trong hay cộng ngoài? À, cộng ở trong này. 1 hay 3. Được không? Nếu như các bạn muốn chỉ mục thì các bạn thêm index vào đây và các bạn sử dụng nó ở bên này. Còn bạn sử dụng ở đâu, làm gì là tùy các bạn. Nhưng mình muốn nó có index thì mình thêm vào đây. Kịp không?